Gương mặt tôi đáng sợ lắm, cậu đừng có nhìn. Không sao đâu dì. Cậu không thấy sợ hả? Kỳ lạ lắm. Tôi không hiểu sao càng nhìn kỹ mặt của dì, tôi lại càng có cảm tình. Vậy mà hồi dì mới tới nhà tôi thật sự rất ghê sợ dì. Dì ơi, dì không cần phải che mặt lại đâu. Gương mặt của dì tuy xấu xí, nhưng mà tôi nhìn thấy được cái tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người dì. Còn tôi, ba má tôi cho tôi một gương mặt dễ coi, vậy mà tôi lại biến tôi thành một người xấu xa tồi tệ. Cậu Vũ à, cậu là người tốt mà, cậu đừng tự chê bai mình như vậy. Dì thấy tôi tốt thiệt sao? Ừ. Trong mắt của mọi người tôi chỉ là một kẻ bỏ đi. Chỉ có một mình dì nói tôi tốt. Mà thôi, tôi hiểu rồi. Dì nói vậy để an ủi tôi thôi đúng không? Không phải, tôi không an ủi cậu đâu. Tôi nói thiệt lòng đó. Cậu là cậu chủ, tôi là kẻ ăn người ở trong nhà, lại già cả xấu xí như vậy. Vậy mà cậu chịu ngồi đây với tôi, chịu cho tôi nắm tay, chịu nói chuyện thân tình với tôi. Chỉ như vậy là đủ biết cậu tốt bụng cỡ nào rồi. Tôi mặc kệ mọi người nghĩ sao về cậu, cũng mặc kệ những cử chỉ thái độ mà cậu cố tình để cho mọi người nhìn thấy. Cái tôi nhìn thấy là con người thật của cậu. Gì? Không hiểu tại sao tôi có cảm giác là tôi từng có một đứa con trai. Có cảm giác là đứa con trai đó giống như cậu vậy đó. Được nắm tay cậu như vậy, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Cũng không hiểu tại sao lúc này trong lòng tôi cảm thấy quyến luyến gì nhiều lắm. Cậu có thể cho phép tôi ôm cậu một chút được không? Ông chủ ơi, xin ông tha tội cho tôi. Ông chủ là người tốt, mấy chục năm qua ông cho tôi ở trên đất của ông, ân nghĩa của ông tôi chưa đền đáp được. Vậy mà tôi lại... Chị à, có chuyện gì chị từ từ nói. Chị lên ghế ngồi đi, rồi nói cho tôi biết. Không, không đâu. Tôi không xứng đáng được ông đối xử tốt như vậy. Tôi có tội lớn lắm. Xin ông thương tình, ông tha tội cho tôi. Tôi sẽ nói tất cả. Tôi nói hết, tôi nói cho ông biết. Mấy chục năm qua, tôi vì ham sống sợ chết, vì đầu óc điên dại tôi không thể tiết lộ. Tôi ân hận lắm. Nay tôi gần đất xa trời rồi. Tôi có chết tôi cũng phải nói ra. Dù ông không tha, ông bắt tôi chết tôi cũng cam lòng. Cái gì mà sống chết ở đây? Chị đừng kích động quá. Bích à. Dạ. Con vô nhà lấy cho bảy ly nước. Dạ. Chị đừng khóc nữa. Chị có làm gì đắc tội với tôi đâu mà sợ. Cứ ngồi ghế đi. Không, không đâu. Mà đúng. Đúng là tôi không có làm điều gì tội lỗi hết á. Chỉ là tôi giấu giếm, tôi che đậy, tôi hèn nhát, tôi không dám nói ra. Bữa nay tôi quyết định rồi, dù có chết tôi cũng phải nói ra. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Quan trọng lắm ông ơi. Tôi đã... Cái bà kia. Anh Được. Hả? Mau đưa bà đi về nhà đi. Ông chủ cứu tôi. Ông chủ ơi. Tôi nói bà về đi. Kệ anh Được. Anh Được. Cứ làm ồn nữa. Đi về anh. Đi Được. Anh à, nhà mình đã quá nhiều chuyện buồn phiền rồi. Anh còn để cái bà già điên khùng đó tới quậy làm gì? Thôi đừng có bận tâm tới bà già ngớ ngẩn đó. Đi vô nhà. Tôi kể cho anh nghe. Tối qua tôi nằm mơ thấy em Thảo đó. Tôi dẹp đi con. Bảy về rồi. Ủa sao lại về? Sao bà biểu có chuyện gì đó quan trọng cần nói cho ông biết, cho nên là biểu con đưa bà tới đây gặp ông. Nè, bà già đó bà điên khùng mà. Sao còn đưa bà tới đây làm gì? Làm phiền lòng ông chủ à? Không, tôi không có phiền gì đâu mà. Thôi, anh đi vô trong nhà nghỉ đi. Để chuyện đó tôi lo cho. Đi đi anh. Ông ơi, ông tha cho tôi đi ông ơi. Ông tha cho tôi đi ông ơi. Mà không muốn sống nữa hả? Bà ăn gian trời hay sao? Nè, nói cho tôi biết định nói chuyện quan trọng gì với ông chủ. Nói tôi nghe coi. Tôi lại không, tôi xin đâu. Ông chủ là người nhân đức. Tôi không thể không nói ra sự thật không ơi. Sự thật hả? Bà nói sự thật mà được cái gì hả? Hả? Tôi đã cảnh cáo bà bao nhiêu lần rồi, tại sao bà không nhớ? Ông ơi, tôi già rồi, tôi có chết tôi cũng cam lòng à. Tôi già không, tôi già không. Xuống đi. Xuống. Ông ơi. Ông chết gì? Tôi cho bà chết. Đưa tay đây. Ông ơi, tôi già không. Thả tôi ra đi ông, thả tôi ra đi ông ơi. Tôi lại không ông ơi. Mọi người ta cứu tôi. Đang điên đang lành còn muốn chuốc quả vào thân hả? Ngứa miệng hả? Em đừng có lo. Ngay tối nay anh sẽ dắt bả lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn hả? Ừ. Anh sẽ bỏ bả ở một chỗ nào đó. Không được. Làm sao chắc? Trên đường đi anh không gặp người trong làng. Mà cho dù không gặp, bỏ bả ở trên Sài Gòn, có khi bả cũng biết đường trở về dưới này được. Bả mà phơi bày sự thật là coi như em với anh tiêu. Vậy bây giờ em muốn tính sao? Bả không muốn sống thì mình chiều ý bả đi. Vậy ý của em là không còn cách nào khác đâu. Không còn cách nào khác tốt hơn đâu. Anh cũng biết rồi đó. Mình không thể đi tù được. Mình phải ngăn chặn, phải dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường mà nó ngăn chặn tương lai của mình. Nghe anh. Anh ráng giúp em lần này. Xong rồi anh muốn cái gì thì em cũng chiều. Em chiều anh hết. Nghe. Bà đang lo cho em Tiến phải không? Hay con kêu em lên dùng cơm chung với mình luôn nghe ba. Con đừng nhắc tên nó trước mặt ba. Ba không hơi sức đâu mà bận tâm tới nó. Con xin lỗi ba. Tại từ trưa tới giờ con thấy ba không có được vui, cho nên con tưởng... Là vì ba đang băn khoăn, không hiểu lý do gì mà bà Mụ đòi tới gặp ba. Hình như là có chuyện gì đó rất hệ trọng. Chuyện gì mà bà tự nhận là có lỗi với ba chứ? Hơi sức đâu mà anh quan tâm tới mấy lời nói hoàng xiên của bà. Bà khùng khùng điên điên mười mấy năm rồi mà anh. Anh còn không biết sao? Dạ, chị Trang nói phải đó ba. Chắc là bà lẩm cẩm nên nói vậy thôi à. Biết là như vậy, nhưng mà sao ba cứ có cảm giác nó lạ lạ sao? Tại sao bà ấy lại xin ba tha thứ tội? Thì chắc là bà ấy nói chuyện ngày xưa. Bà đỡ đẻ em Thảo, mà để cho em Thảo phải mất đi, nên bà ray rứt chứ gì. Nhưng mà em Thảo chết đâu phải lỗi do bà Mụ. Nhưng dù gì thì cũng là chết trong lúc sanh nở, chết trong nhà bả, ngay trước mắt bả mà. Bà thấy có lỗi với anh với chị cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thôi, bà đừng có lo nữa. Để ngày mai con rủ Ngọc Bích tới thăm bà, rồi hỏi chuyện bà luôn nghe ba. Cũng được. Con mời ba. Bà ngồi im đó, nghe cho rõ đây. Sáng ngày mai bà ẵm đứa nhỏ cùng với chồng bà rời khỏi đây ngay. Số tiền và chiếc lắc vàng ở đây đủ cho bà làm vốn sinh sống. Đi lên, lại đi, nhanh, đứng. Chắc được. Mày dám hố hé một người nào, tao bấm chết con trước. Dạ đừng. Rồi tới mày, nhông mày, nhớ giật kỹ đó, biết chưa? Dạ dạ nhớ. Đi, nhanh lên. Má, Bích, dạ. Con biết chiếc lắc này không? Dạ biết. Con biết hả? Dạ. Thì cái này của hồi môn của má dành cho con mà. Hồi môn hả? Dạ. Hồi môn. Vậy mấy chữ này là sao? Con cũng không biết nữa. Hồi trước con có hỏi má, nhưng má nói là chắc là tên của những người trong dòng họ. Cái này á má được bà ngoại cho. Bà ngoại cho má sao? Dạ. Má tưởng là... Sao vậy má? Bích, con có từng nghe má kể về một người đàn ông nào đó rất là hung dữ, rất là đáng sợ. Có không? Con nhớ không? Má, vì là má sắp nhớ lại rồi. Má sắp nhớ lại rồi. Người đó là ai con? Là tía con đó má. Hả? Tía con hả? Nhớ, ngày mai cả gia đình mày phải rời khỏi xứ này. Nợ nần của gia đình mày sẽ được xóa hết. Chồng mày sẽ được thả về. Con mày sẽ được sung sướng. Đi. Cậu ơi, tôi xin cậu. Tôi nói cho mày biết trước, mày mà dám quay lại, đứa nhỏ trong kia sẽ bị bóp chết trước mặt mày. Dạ dạ. Chồng mày sẽ không bao giờ được quay trở lại xứ này. Dạ. Hiểu chưa? Không phải tía con. Không phải tía con. Má à, con biết là má khó chấp nhận, nhưng mà tía con thật sự đối xử rất tệ với má con mình. Nhưng không sao má à, mọi chuyện đã qua hết rồi. Má của con sắp nhớ lại rồi. Con mừng quá à. Má của con sắp nhớ lại rồi. Con mừng quá. Không phải tía con. Không phải tía con. Bộ anh tính đi đâu hay sao mà xếp quần áo vậy? Chán. Lên Sài Gòn chơi vài bữa. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đi chơi? Em đừng có quên, anh vừa giúp cho em giải quyết một chuyện đại sự. Đây là lúc anh cần được nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần chứ, phải không? Hả? Sao? Có tiền cho anh chưa hả? Tiền ở đâu ra? Em tính giữ trò hả? Nè, không dễ dưỡng mặt cái thằng nước này đâu nghe. Thiệt tình là em... Để coi coi. Anh... Để coi thử có cái gì ở trong này. À, thì ra lâu nay vẫn muốn giấu giếm tiền bạc để sắm mấy cái thứ này. Em không có giấu. Cái này là... Ở đâu ra? Em ăn trộm trong hộp nữ trang của con Thảo đó. Cái gì? Ăn trộm từ hộp nữ trang của con Thảo hả? Rồi sao? Em lấy được những cái gì? Em chỉ lấy được cái vòng. Đồ ngu. Khó khăn lắm mới đụng vô được cái hộp nữ trang đó. Tại sao chỉ lấy mỗi cái vòng thôi? Tại vì em chưa muốn chết. Lấy có một cái vòng à. Mà em còn cầu mong cha con ông Lâm đừng có phát hiện. Giờ mà em lấy hết rồi ổng gông cổ em sao? Cũng đúng. Cũng được. Xài tạm nhiêu đây rồi từ từ tính tiếp vậy. Anh à. Anh lại đây. Lại đây nè. Lại đây. Coi kìa. Chị Lụa, hồi đó tới giờ người ta làm cho tôi uống không à. Tôi tưởng là dễ lắm. Hôm nay tôi làm tôi mới thấy nó khó. Dì uống đi. Dạ thôi, cậu chủ uống đi. Tôi cố tình hái trái dừa ngon nhất cho chị uống đó. Dì qua đây. Dì ngồi xuống đi. Tôi quên lấy cái đồ đựng rồi. Dì chịu khó nha. Cậu chủ uống đi. Tôi hái cho dì mà. Dì phải uống hết đó. Dì mà uống không hết tôi giận dì đó. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Nè. Dì. Ừ? Bộ dì nói cho Ngọc Bích biết là tôi dẫn dì đi chơi hả? Dạ đâu có. Cậu đã dặn tôi là không nói thì tôi đâu có nói đâu. Mà sao cậu hỏi vậy? Tại Tại nãy giờ tôi thấy gì không vui. Tôi tưởng là Ngọc Bích cằn nhằn gì cái gì đó. Dạ, đúng là tôi không vui, nhưng mà là vì chuyện khác. Bộ có ai làm gì cho chị buồn hả? Dạ không, không ai làm gì tôi hết á. Chỉ là hình như tôi bắt đầu tôi nhớ một vài chuyện. Hả? Chị nhớ lại rồi hả? Ừ. Nếu vậy thì tốt quá, chị nhớ lại rồi. Dì... Nhưng mà nếu dì nhớ lại dì phải vui chứ. Tại sao dì lại buồn? Có lẽ tôi nhớ những cái chuyện chắc là lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu đúng vậy thì đáng sợ quá. Đó là chuyện gì vậy? Dì có thể kể tôi nghe được không? Tôi mới nhớ mơ hồ lắm. Để tôi nhớ lại cho rõ ràng rồi tôi kể cậu nghe nha. À, không sao đâu. Dì uống đi. Con ngồi đây, con ngồi chờ má chút mà. Không sao, không sao rồi, không sao. Má nhớ rồi, má nhớ rồi, má nhớ rồi con ơi. Đúng rồi, chắc chắn kẻ đó biết mình kêu dì Lụa ra bờ ao nên chờ sẵn ở đây để hành động. Chắc chắn là lão ta. Đúng là lão ta rồi. Nhưng mà làm sao tìm ra bằng chứng để vạch mặt lão ta đi. Ngọc Bích, cô... Dì không hiểu tại sao tới giờ này mà con còn để má con nó ở lại nhà mình. Dì không muốn nhìn thấy cái cảnh cha con không nhìn mặt nhau. Dì con quỷ đó. Trước khi tìm ra hung thủ hại dì Lụa, con muốn má con họ phải ở đây. Trời đất ơi, con bị điên rồi hả Tiến? Ai hại bả thì kệ họ. Bây giờ chỉ cần má con bả đi khỏi đây thì mọi chuyện trở lại bình thường thôi mà con. Trời ơi, con làm ơn con nghe lời dì đi Tiến. Dì cũng biết đúng không? Biết cái gì? Dì biết ông Được là người hạ dì Lụa để đổ qua cho con. Dì biết đúng không? Làm sao mà dì biết được mấy cái chuyện đó. Nhưng mà con nghe dì hỏi nè, cậu Được hại bả làm cái gì? Đổ thừa cho con để làm gì? Con đừng quên chính cậu Được á là... Ông ta không phải là cậu của con. Con muốn dì dứt khoát với ông ta đi, đuổi ông ta ra khỏi nhà này. Con à, Con biết rõ mối quan hệ giữa gì với ổng, nhưng dì nghĩ kỹ lại đi, ổng chỉ lợi dụng gì mà thôi. Không có đâu. Dì nghĩ là con hiểu lầm rồi. Cậu được á, với nếu con ông không lợi cậu... dụng gì, ông đã danh chính ngôn thuận cưới dì làm vợ rồi, chứ đâu có cái kiểu mà vui thì ở đây. Còn mỗi lần cãi nhau với dì thì dông túi lên Sài Gòn, không biết ngày nào về. Dì nghĩ đi, mỗi lần ông đi Sài Gòn, ông làm cái gì, ông ở với ai trên đó, dì biết không dì? Dì có dám chắc là ông một lòng một dạ với dì không dì? Dì bệnh dạng cắt đứt với ông ta đi, coi chỗ nào được thì cứ lấy làm chồng, còn không dì cứ sống với con đi. Con sẽ lo cho dì đầy đủ suốt cuộc đời này, tới già tới chết. Nhưng nếu dì không cắt đứt với ông ta, từ nay một đồng con cũng sẽ không đưa cho dì đâu. Tiến à, con à, Tiến à. Thôi mình đi đi. Dạ, chào cặp răng. Chào cặp răng. Sao? Tìm tôi lại muốn kiếm chuyện gì nữa hả cậu Ấm? Có chuyện gì? Cao to, phong độ, điển trai, hẹn gì vì tôi chết mê chết mệt vậy ông. Vì ông mà vì tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Ủa, tới bây giờ cậu mới biết tôi điển trai sao? Đúng, tới tận bây giờ tôi mới nhận ra ông rất là phong độ. Nhưng mà tiếc quá, trong cái lớp vỏ đẹp đẽ phong độ đó là thứ xấu xa bỉ ổi. Tôi buồn vì tôi đã từng thân thiết với một kẻ đốn mạc giống như ông. Quắc con, hôm nay dám giở cái giọng nói với tao hả? Hả? Tôi là ai ông còn không biết hả? Chỉ cần một lời nói của tôi thôi là ông sẽ bị tống cổ ra khỏi cái xứ này liền á. Hey, thật sao? Mày có thể làm được điều đó sao? Hả? Chó! Ông nói cho tôi biết đi, là ông làm đúng không? Tôi chắc chắn là ông làm đó. Mày phải đúng. Là tao, là tao nè. Tại sao ông làm như vậy? Hả? Vậy đâu có lỗi gì với ông? Tại sao ông lại làm như vậy? Là mày. Tất cả là tại mày. Mày đừng có trách tao. Trách. Mày trách bản thân của mày đi. Từ nhỏ tao luôn ở bên cạnh mày. Nhờ có tao mày mới có được ngày hôm nay. Vậy mà mày vì một đứa con gái mà mày dám phản bội tao. Mày coi tao không ra gì hết. Mày đáng bị quả báo. Là tại tôi. Nếu không vì tôi, về lụa sẽ không ra đông nổi này. Nè, sẵn đây tao cũng nói cho mày biết, để mày không còn thắc mắc gì nữa. Con chim sáo là do chính tại thằng bấm chết nữa đó. Được, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của ông. Ông chờ đó. Tao cứ tưởng thông minh lắm. Ai vậy? Mày lại ngu ngốc như vậy. Thôi mày đi đi. Mày đi vạch trần bộ mặt của tao ra đi. Ai tới mày vô tội? Hả? Bằng chứng đâu? Nếu mà có bằng chứng thì mày đừng quên, tất cả mọi bằng chứng đều chống lại mày. Mày cứ chạy gì nói cho mọi người biết là tao làm đi. Thử coi mọi người nghĩ sao về mày. Rồi có con Ngọc Bích, nó sẽ nhìn mày như thế nào. Hả? Cứ thông thả. Mày đi thử đi nghe cậu chủ. Ai sẽ tin mình đây? Ai sẽ tin mình đây? Bà ơi, bà có nhà không? Bà đừng có trốn con nha. Chị chờ em xíu nha. Ừ. Bà ơi bà đâu rồi? Bà. Có không em? Bà không có nhà rồi chị ơi. Vậy là mình tới không có đúng lúc rồi. Chắc là bà đi đâu rồi đó. Bộ em thường tới đây lắm hả? Em với bà thân thiết lắm hay sao? Dạ, thỉnh thoảng á em thường tới đây chơi với bà. Chị, Hồng mới gặp em á, không hiểu sao bà sợ em ghê lắm. Cứ quỳ lại xin em tha tội cho bà không à. Bà cũng xin em tha tội nữa hả? Vậy mà từ hôm qua tới nay ba chị cứ băn khoăn hoài, không hiểu lý do gì mà bà cũng xin ba chị tha tội. Thì ra gặp ai bà cũng xin tha tội hết. Em nghĩ chắc là bà đi kiếm củi hay bắt tôm cá quanh đây rồi. Thôi mình về nha, bữa khác mình tới. Không có bà ở nhà, thôi mình về em. Má biết không, hồi nhỏ con bắn ná giỏi là giỏi luôn. Vậy mà má cấm không cho con chơi ná. Má biểu con gái kiểu đó sau này không lấy được chồng. Mà má đừng có buồn. Má đã nhớ được một ít về ba rồi. Chắc chắn sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi. Má tin con nha. Ngọc Bích à, má xin lỗi con. Má nhớ rồi. Má nhớ hết rồi. Nhưng má không muốn nói ra. Má sợ. Má sợ mất đi những hạnh phúc mà má có được trong những ngày mất trí nhớ. Má xin lỗi con. Được rồi, mọi người về hết đi. Dạ. Dạ. Coi rồi dọn dẹp sạch sẽ, đóng lẫm lúa lại. Dạ. Dạ, em chào cậu chủ. Cậu chủ, xong hết chưa? Cũng gần xong rồi. Còn vài hộ gia đình kêu rên xin là sẽ trả sau. Tôi sẽ báo lại với ông chủ. Hả? Ai? Mời cô chủ ngồi. Cái thằng quắc con, cái bộ dạng này của mày không kéo dài được lâu đâu. Tao đang nóng lòng chờ xem cái ngày mày biết rõ thân phận hèn hạ của mày đó. Lúc đó bộ dạng của mày sẽ ra sao đây? Chỗ này là sao? Hồi đầu vụ ông giao của ba tôi 20 dạ. Sao bây giờ ông trả lại 20 dạ vậy? Phần lãi đâu? Ông chủ cho phép tôi xem xét rồi giảm bớt lúa ruộng với lúa dai của mọi người. Đúng rồi, ba tôi kêu xem xét là đối với những gia đình mà người ta đặc biệt khó khăn. Nhưng mà tôi biết là từ đầu vụ tới giờ chưa có trường hợp nào mà khó khăn tới mức phải trả tiền không lãi. Trường hợp của ông đâu có gì là khó khăn đâu. Ông biết ba tôi sẽ khó xử và sẽ cho qua. Tại dù sao ông cũng là cậu họ của tôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ ông đâu phải là cậu họ của tôi. Hoàn cảnh của ông cũng đâu có gì khó khăn. Cho nên số lúa của ông trả phải đúng theo luật lệ. Ông là cặp rằng mà, phải làm gương cho tá điện chứ. Trả nợ của ông cho xong đi, rồi đi đòi nợ của người khác nghe. Dạ. Tôi đã nói với ông rồi, ông không có yên với tôi đâu. Sớm muộn gì ông cũng sẽ phải cuốn gối đi ra khỏi xứ này thôi à. Anh chịu hết nỗi thằng cháu hờn của em rồi đó. Em tính cách nào thì tính nhanh lên đi. Không thì anh sẽ nói thẳng vô cái mặt nó, để nó biết nó là thằng ba dơ trong cái nhà này thôi. Khổ quá. Em biết tính cách nào bây giờ? Em có hai lựa chọn. Một là em ép một thằng chó ra quậy tung lên, buộc ông Lâm phải chia gia tài cho nó, rồi nhanh chóng đoạt lấy phần gia tài đó. Nhưng mà anh thấy tình hình này coi bộ khó mà thực hiện được. Bởi vì thằng chó đó không còn là con rối trong tay của em nữa. Chỉ còn cách thứ hai. Là cách gì? Trộm. Hả? Anh biết hiện tại cha con ông Lâm vẫn chưa đề phòng em, cho nên em phải tận dụng cơ hội này, dơ vét sạch tiền bạc trữ trang, càng nhiều càng tốt, xong rồi trốn lên Sài Gòn. Anh đố tìm ra mình. Không được đâu. Tụi mình đã bỏ ra nhiều công sức, đã làm ra quá nhiều chuyện như vậy rồi. Không lẽ bây giờ chỉ đổi bằng một ít của cải như vậy hay sao? Em sợ lắm. Em sợ phải sống giống những năm tháng trước kia lắm. Dù gì sống ở đây vẫn tốt hơn. Anh ráng đi, ráng đợi thêm một chút nữa đi. Thôi dẹp đi. Đợi tới bao giờ? Thằng chó nó càng lớn, nó càng khó điều khiển đó. Nếu tiếp tục đợi, anh e rằng chưa sơ búa được cái gì là bị nó tống cổ ra khỏi nhà rồi. Tiền bạc nữ trang ông Lâm ông để trong cái xác á, làm sao mà em lấy được? Có lấy họa chăng chỉ là lấy được số nữ trang của con Thảo ngày trước mà thôi. Bao nhiêu đó thì có đáng gì đâu. Anh ráng kiên nhẫn thêm một chút nữa nghe anh. Nghe phải rồi. Em xin lỗi mà. Anh đừng có giận em. Anh được. Anh được. Giải quyết nó gọn như giải quyết mụ già là sao? Con trai của má, con là người tốt, chính họ muốn biến con thành kẻ xấu xa. Thật là độc ác. Má phải ngăn chặn họ. mà sẽ vạch mặt họ. Dạ thưa ông chủ. Ủa chị Lụa, hôm nay sức khỏe chị thế nào? Dạ cảm ơn ông chủ. Nhờ có ông chủ cho nên bữa nay tôi mới được mạnh khỏe như vậy. Nhìn thấy chị như vậy tôi yên lòng rồi. Chắc là không lâu nữa sức khỏe của chị sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Dạ cảm ơn ông chủ. Dạ thưa, dạ tôi có chuyện muốn nói với ông chủ. Được rồi, chị ngồi xuống đi rồi nói. Nhưng tôi nói trước, chị đừng có nói chuyện má con chị muốn rời khỏi đây nghe chưa. Tôi không có đồng ý đâu. Dạ, dạ thưa tôi... Ông chủ ơi! Hả? Ông chủ ơi! Ông chủ! Ông chủ ơi! Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chị nói dạ đi. Thưa ông chủ, ông Cai á biểu tôi về báo cho ông biết, người ta vừa tìm được xác bà Mụ tấp vô mé sông. Trời đất! Bà Mụ chết rồi sao? Dạ, ông Cai muốn xin tiền ông để chôn cất bà ấy.